Sáng 13 tháng 3, Công an tỉnh tổ chức lễ khai mạc lớp tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an tỉnh năm 2023 chủ trì buổi lễ. Trong các ngày từ 13 tháng 3 đến 21 tháng 3, 82 học viên là cán bộ làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của công an các đơn vị địa phương sẽ được tổ giáo viên huấn luyện truyền đạt các thông tư, quyết định của Bộ Công an quy định về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ công an nhân dân, nội dung lý thuyết và thực hành thuần thục các động tác điều lệnh đội ngũ, một số nghi lễ công an nhân dân thường gặp, các động tác kỹ thuật, chiến thuật cơ bản của võ thuật công an nhân dân, tập luyện bài võ Mai Hoa Quyền năm hai động tác và ôn luyện các bài võ tổng hợp 25 38 44 động tác cách sử dụng bảo quản quản lý vũ khí công cụ hỗ trợ được trang cấp theo đúng quy định, tư thế động tác các bài bắn súng và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng tham mưu hướng dẫn chỉ huy điều hành, kiểm tra đôn đốc việc chấp hành điều lệnh cho các đồng chí làm công tác điều lệnh bán chuyên trách của công an các đơn vị địa phương, kịp thời tập huấn cho cán bộ chiến sĩ nắm và thực hiện đúng, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện các quy định của Bộ Công an về điều lệnh công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an Bắc Ninh chính quy tinh nhuệ. Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tập huấn điều lệnh quân sự võ thuật Công an tỉnh năm 2023 yêu cầu tổ giáo viên huấn luyện cần duy trì và quản lý lớp tập huấn, tập luyện theo đúng chương trình kế hoạch đề ra, các đồng chí tham gia tập huấn chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, nêu cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu tận dụng hết thời gian rèn luyện thực hành để sau khi kết thúc khóa tập huấn sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo đơn vị, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều lệnh quân sự võ thuật ở đơn vị địa phương mình.